đến với kênh của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hàng ngày. Các bạn thân mến, bạn có biết rằng các địa điểm đều có những người ở trước khi là có các loài động vật kỳ lạ và kỳ cục dành cho nhiều nhà nhấp ảnh chụp được với những thú vật đáng yêu và hiếm có. Nếu như bạn nhìn chúng trên mạng Internet, bạn nghĩ rằng chúng là những con vật đã bị chỉnh sửa ảnh và không thấy được chúng ở những nơi tối tăm và khổ cực. Bạn có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng trước đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không từng tồn tại. Do vậy, ở video này chúng ta sẽ nói về những loài động vật lạ thường mà bạn nghĩ rằng chúng không hề tồn tại. Hãy xem chúng trong video này nhé! Loài tôm Putor. Hy vọng sẽ có sự quan tâm lớn đến loài tôm Putor được biết đến từ hình dáng màu cầu vồng. Những nhà khoa học người Đức đã có một thông báo rằng một trong những loài cá đẹp nhất đó là loài tôm cầu vồng cùng với những màu sắc khác thường. Đây là loài động vật đến từ phía đông của Papua ở Indonesia. Màu sặc sỡ nhất đó là những con đực với chiều dài từ 3 đến 4 inch và những con cái thường hay khum khúm vào thân người của chúng. Nó nhỏ hơn và nhiều màu sắc hơn, vỏ của nó như dải ngân hà cùng với hàng trăm ngôi sao sáng ngời ngời. Thuộc vùng nhiệt đới khi mặt trời lặn là cách mà chúng ẩn nấp giữa những khách du lịch thế giới. Bạch tuộc tự nhiên Dumbo. Bạch tuộc tự nhiên Dumbo là loài tiếp theo. Ở dưới mực nước biển sâu thẳm, không chỉ có loài động vật đáng sợ mà còn có những loài động vật nhỏ bé, đáng yêu cũng đang sinh sống. Ví dụ như loài bạch tuộc Buma thật nhỏ bé trong khi trước kia sinh sống ở cuối vực thẳm Mexico. Trông nó thật đáng yêu và có sự tương đồng với người nổi tiếng. Nhà khoa học nghiên cứu về nó với cái tên Dumbo đã có hai cái đầu phát triển nhỏ ở cạnh mắt. Và điều này thật sự làm cái vẻ mặt của nó trông thật đáng yêu, trông giống như là vây cá. Và nhờ đó, nó cũng di chuyển nhanh hơn để tiêu thụ thức ăn, thay vì xé nát chúng như các loài bạch tuộc khác. Dumbo nuốt nhiều thứ thật tuyệt vời và hiếm có loài bạch tuộc nào làm được. Chúng được tìm ra vào 26 tháng 4 năm 2014 trong suốt cuộc thám hiểm. Loài khỉ mũi tẹt. Loài khỉ mũi tẹt ở Miến Điện cũng là loài động vật biết đến như loài tê giác lưa đảo, là loài động vật đang bị đe dọa. Loài khỉ cô lô này đã được tìm ra vào năm 2010 ở phía bắc Buma. Nó được tìm ra bởi nhóm tìm kiếm led, bởi người nhân từ là John, cái người mà đã đưa ra tên của chúng với công chúng. Loài khỉ Buma này rất là nhỏ, nó chỉ có khoảng 300 thành viên, được phân biệt với các loài khỉ khác nhờ thân người màu đen, cái mặt trắng. Và hầu hết những điểm đặc biệt của loài động vật này là có chiếc múi bị méo mó. Theo người đi săn địa phương cho biết thì khi trời mưa, loài khỉ này sẽ hắt hơi to bởi vì nó có nước ở mũi. Đây là lý do mà bạn có thể nhìn được chúng đang ngồi giữa đầu gối của chúng. Thật không may mắn, chiếc mũi tẹt và hếch lên của loài khỉ này đang đứng trên bờ tuyệt chủng bởi sự tiêu dùng ở địa phương như là những người địa phương không xem xét đến sự sẵn có của chúng. Loài châu chấu. Bạn có muốn có một con vật với đôi mắt hồng không? Loài châu chấu có thể nhìn thấy các loài động vật khác với đôi mắt nhiều màu sắc. Nếu bạn không thể nhìn chúng, loài châu chấu mắt hồng. Trông chúng giống như là các hạt đậu và sống ở các dãy núi. Côn trùng này tự tỏa ra sáng màu xanh, sau đó nhìn nó như là một con mắt sắp nổ ra vậy. Đây là loài động vật hiếm có được phát hiện ra trong suốt cuộc trình thám hiểm. Hòn đảo lớn thứ hai trên trái đất, không có bất kỳ thông tin gì về nó. Do vậy, nó là một sự khám hiểm ấn tượng dành cho những nhà khoa học ở Trung Quốc. Ếch Pinocchio. Ếch Pinocchio cũng được coi là động vật hiếm lạ bởi nó có một chiếc mũi nhọn hoắt ở trên đầu của nó. Nó đã được tìm ra bởi những tai nạn không lý do. Nó đã được quản lý để đoán số lượng gạo trong túi ở một địa điểm cắm trại. Mặc dù con ếch này được tìm ra ở Gulli vào năm 2008, không có thông tin nào về sự ra đi của nó đến năm 2010. Nó được tìm ra với cái tên dài là chiếc mũi giống nhân vật nổi tiếng Pinocchio. Đây chỉ là bộ phận vô dụng nhưng lại là một bộ phận khá nhạy cảm. Đây là chiếc mũi rót. Rót có vài khả năng đáng chú ý mà mọi người hoặc mọi vật chạm vào con ếch hoặc khi mà nó cảm thấy nguy hiểm, chiếc mũi sẽ được nâng lên và khi loài động vật không thể hoạt động và cảm nhận được sự yên bình và an toàn, chiếc mũi sẽ tự động hạ xuống. Con dơi trắng. Con dơi trắng, đây là loài động vật mà bạn phải mê tín, nhưng loài động vật nhỏ bé này trong màn đêm nó rất khát máu. Nó khác biệt với người anh trai của nó bởi những đặc biệt riêng biệt và không thể sống trong hang động và không uống máu như bạn có thể nhìn thấy chúng ban đầu. Con dơi trắng chỉ sống ở một vài vùng miền của trung tâm nước Mỹ. Nếu như bạn thực sự muốn nhìn thấy chúng ở Zika và cả ở Dura, từ những nơi hiếm có mà con dơi này ở, chúng đang đứng trước sự nguy hiểm đấy. Con rùa sót xeo. Con rùa sót xeo được biết đến như là một chú rùa rất chậm chạp. Nếu bạn sử dụng những điều này, có thể bạn đã thay đổi được suy nghĩ bởi những điều tìm ra không phải luôn luôn đúng ở Trung Quốc. Khi mà chúng chạy rất nhanh, đến nỗi mà không phải ai cũng bắt được nó. Nó thật sự là loài dứa khác biệt và khác biệt với những loài còn lại. Chúng được nhìn một cách thật đặc biệt bởi cái mai mềm mại như không có sừng và được phủ dưới da là bộ mai của nó. Cái lưỡi của con rùa có thể trông ra dặn hơn với cái mai, lưỡi của nó dày hơn mai. Và đây là cách mà bạn có thể xác định được độ tuổi của nó. Bạn có thể thấy màu xám, màu xanh thật hữu ích của con rùa ẩn dưới nước. Cổ của nó rất dài, nếu bạn giữ mai của nó có thể căng ra. Pika, một loài động vật rất nhỏ và đáng yêu đó có tên là Pika. Nó ở một địa bàn của những ngọn núi Thiên Sơn ở phía tây bắc của các tỉnh Trung Quốc. Một loài động vật ăn cỏ trên các đỉnh núi cao. Nó rất hiếm có, nhìn nó trông như một con thỏ, một con sóc và những con gấu giống như trí tưởng tượng. Từ 20 năm gần đây, con người không thể tìm ra một con đơn lẻ nào và chụp được ảnh của nó. Con người gọi nó là con thỏ ma thuật. Hãy hy vọng rằng công chúng sẽ tăng và trở nên đông đúc hơn. Chúng sẽ nhảy trên đỉnh núi cao. Video hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy like và chia sẻ video và đừng quên đưa ra những ý kiến của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.